Cả ruột bì có đâu mình cho mình mạng của đếp. Vâng, bây giờ chuẩn bị tràn ra bom xe. Và nó bây giờ mới lở. Ui, đái với đầu thằng bi. Ui, 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 giời ơi. Một tình huống bắn MB7 quá là đơn giản của MSL, chỉ việc đái với đầu giặc Mỹ mà thôi. Những cái vị trí của map Đúc rất khó chịu, đó là những vị trí ở trên cao. Ở trên cao thì chỉ có đái với đầu địch thôi chứ chả phải làm gì cả, rất là dễ dàng. Mà ở map Đúc là một map mà thực ra là không được phép không được đấu skill thì đúng hơn. T-Sai nếu mà không biết cách bắn thì gần như các thành viên T-Sai không có cơ hội, không có cơ hội để ra bom. Đây các bạn để thấy, vâng, cứ đái với đầu giặc Mỹ thôi. Dễ thế này mà không bắn được nữa thì thôi thì làm cái đéo gì trong cuộc đời này nữa. Tỷ số là 3-0 dành cho Not. Bây giờ tiếp tục là một round eco đến từ Complex City. Họ lên cho mình 3 khẩu Deagle, 2P250. Cái round đấu vừa rồi chỉ với một khẩu MP7 mà MSL đã có cho mình chip một kim một cách rất là dễ dàng.